Ông chồng của tôi dạo này đi làm việc rất khuya ở nhà, không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn một cái món nào đó lạ lạ để thay đổi khẩu vị. Ok, tôi sẽ lên mạng tìm và những công thức nào mà làm món mì khô trộn để làm trổ tài làm cho ông ăn thử ha. Rồi, hello cả nhà, lại là Mai đây. Hôm nay Mai sẽ trổ tài làm món mì khô trộn nước sốt thần thánh nha cả nhà. Mời cả nhà vào bếp cùng Mai nha. Đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị khoảng 50g hành tím và 100g củ tỏi, sau đó chúng ta sẽ xắt nhỏ ra để đi làm tỏi phi, hành phi. Nhà nào mà có máy xay thì nên sử dụng máy xay nha cả nhà. Nhà mình không có máy xay mới sử dụng bằng tay, chứ thật sự ra xắt cái này cũng mỏi tay lắm đó nha. Rồi mình xắt muốn lên cơ chuột luôn đó. Sau đó cái hành trình dần nữa, dần và kết quả là không nhuyễn lắm. Thôi, nhà nào có máy xay nên sử dụng máy xay nha. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái nồi bắt nước lên, bỏ thịt vào luộc nha cả nhà. Mình sử dụng là thịt ba chỉ, ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng là thịt xá xíu, thịt bắp, thịt đùi gì cũng được, nói chung là các bạn thích gì thì các bạn làm thịt đó nha. Mình thích ba chỉ vừa có đã có mỡ. Sau đó mình sẽ bắt chảo dầu lên làm tất mỡ. Thật ra tất mỡ thì không có cũng được, cũng không sao cả nhà, vì nó chỉ là mình ăn kèm thôi. Thì bạn nên thích ăn tất mỡ thì làm tất mỡ và không được thôi, chứ không phải là nó là cái gia vị chính trong món ăn nha. Để làm tất mỡ mà không bị bắn thì các bạn nên bỏ cái da đi và các bạn cắt nhỏ ra, luộc nước sôi, bỏ vào khoảng 5 phút sau đó vớt ra để ráo là được nha cả nhà. Ngoài ra các bạn cho vào đó một tí muối nữa thì cho nó đỡ bắn, và cái tất mỡ mình đã thấm một tí muối vào thì nó cũng ngon hơn. Rồi, đây là kết quả ha. Và vàng như vậy thì mình nên vớt ra được rồi. Các bạn đừng có để lâu nữa nó sẽ bị khô tất mỡ, nó sẽ không ngon, nó chỉ còn có xác không, không có còn nghe béo nữa. Ở đây mình vớt ra được rồi nè. Mỡ mình sẽ để đó cho nó nguội, sau đó mình sẽ cho vào bát keo mình để dành để bữa mình xào rau nha các bạn. Bây giờ tới công đoạn làm tỏi phi, hành phi nha cả nhà. Mình cho cái nồi vào, bỏ nửa chén dầu, sau đó bật lửa lên để dầu thật sôi. Nóng mình sẽ cho tỏi và hành tím vào, sau đó mình sẽ đảo đều lên. Các bạn lưu ý là khi mà dầu thật nóng rồi các bạn vặn lửa nhỏ nhất luôn có thể nha cả nhà. Để mình để riu riu thôi thì tỏi nó sẽ vàng đều hơn và nó sẽ thơm hơn, từ từ nó sẽ ra được cái mùi thơm, nó sẽ thơm hơn. Và các bạn nhớ là thường xuyên đảo nha để cho nó vàng đều á. Và các bạn nhớ là khi mà nó vừa ngã vàng một cái là các bạn nên vớt ra, đừng cái để mà trong nồi nó vàng quá vàng thì các bạn vớt ra nó sẽ bị đắng tỏi nha cả nhà. Rồi tỏi vàng như vậy các bạn tắt bếp được rồi nè cả nhà. Sau đó mình sẽ lấy cái rây, mình sẽ lọc cái dầu với lại cái nước riêng ra và để ráo cái xác tỏi này, mình để ráo đi, tí nữa mình sẽ bỏ vô cái nước sốt, còn cái dầu tí nữa mình sẽ rưới lên mì cho nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ pha hỗn hợp để làm nước sốt cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho vào đây là 4 muỗng nước tương, muỗng cơm như này. Rồi dầu hào thì các bạn cho vào đây là khoảng 2 muỗng đến 2 muỗng rưỡi nha các bạn. Tiếp theo là đường. Đường nha bạn. Hai muỗng rưỡi đến ba muỗng nha. Tiếp theo nước mắm là một muỗng mắm nha các bạn. Nước mắm mình sử dụng nước mắm 40 độ. Tiếp theo nữa là tiêu. Tiêu thì mình nướng một muỗng cà phê tiêu. Một lòng tiêu các bạn gì đang biết nha. Mình không biết đâu, mình bỏ một muỗng cà phê một lòng thôi. Hạt nêm mình bỏ một muỗng cà phê hạt nêm. Rồi, tương cà thì khoảng 2 muỗng nha các bạn. Tương cà, cái vị chua của tương cà đó, nó sẽ làm cho cái sốt đó nó cân bằng đi cái độ mặn của sốt đó các bạn. Nó sẽ rất là ngon các bạn. Thì không có tương cà cũng được, nhưng mà thật sự ra nếu mà không có tương cà thì là sẽ không ngon các bạn. Thì các bạn cố gắng mua tương cà nha. Và cái độ chua của tương cà đó, nó làm cân bằng được cái sốt đó nè. Khoảng 2 muỗng, 1 muỗng rưỡi đến 2 muỗng các bạn. Mình thì chắc dùng khoảng 2 muỗng nhiều lắm. Cây á thì mình bỏ một muỗng tương ớt thôi, còn mình thì thích ăn cay nên mình sẽ cho hai muỗng tương ớt như vậy. Rồi nước lọc thì khoảng 4 muỗng nước lọc như này. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy nhiều hỗn hợp lên nha. Cái này là dành cho hai người ăn như thế này. Cái gì đây? Nha. Rồi bây giờ mình bắt chảo lên nha. Mình lấy cái dầu hồi nãy mình phi hành phi tỏi á, mình bỏ vào khoảng cỡ 1 muỗng rưỡi nha các bạn. Rồi mình đợi dầu nóng nha.
dần nóng, xong rồi mình sẽ cho cái hành và cái tỏi hồi nãy mình dần nó thì dần hơi lớn lớn một chút, thì các bạn cho vào nha. Mình cứ đảo đều cho nó vàng cái hành tỏi lên nha. Rồi mình bắt đầu thấy hành tỏi đây, mình sẽ cho cái hỗn hợp sốt á, hồi nãy mình đã pha các bạn. Mình sẽ cho vào các bạn. Rồi mình để lửa nhỏ nha. Cái gì vậy? Cái nhẹ thôi. Cái gì vậy? Cho cái sốt nha. Sau khi nước sốt mà bắt đầu nó sôi lên, các bạn sẽ bật lửa nhỏ lại nha, để cho cái lửa nó chạy, nó cháy riu riu cho các bạn. Và lúc đó thì nó vừa tan cái gia vị ra và hành tỏi nó cũng sẽ thơm hơn nha các bạn, nó sẽ ra chất nó thơm hơn nha. Và mình bắt đầu mình thấy cái sốt bắt đầu nó sánh lại rồi đó, mình sẽ cho mật nha vào nha các bạn. Mật nha thì gọi là kẹo nạc các bạn, thì cái độ ngọt của nó rất là ít luôn, rất là thấp luôn. Và mình sử dụng mật nha thì nó thay thế cho bột để làm cho cái độ sánh của sốt nó sẽ ngon hơn, và nó sẽ làm cho cái sốt để thanh hơn các bạn. Nên mình nên dùng, nếu có các bạn có mật nha thì mình dùng mật nha nha. Mình đang sử dụng khoảng là 2 muỗng canh mật nha các bạn. Cho các bạn nha. Rồi mình khoái mật nha. Cái đường mật nha này nó làm cho cái sốt nó sánh lại các bạn, thay bột rất là ok luôn các bạn. Thay vì các bạn bỏ bột á thì mình bảo quản nó sẽ không có lâu được các bạn, thì cái đường mật nha này các bạn bỏ vào á thì mình sẽ bảo quản sẽ lâu hơn nha. Rồi bắt đầu là cái sốt này nó sánh rồi các bạn, nó có cái đường mật nha đó, nó sánh rồi nè đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị tắt bếp để nguội nha, để nguội sau đó thì mình mới bỏ hành phi nãy vào các bạn. Rồi sánh vậy ok rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm thịt bằm nha các bạn. Thịt bằm thì các bạn chỉ cần bỏ vào tao thôi, và cho một tí hạt nêm với một tí tiêu vào để tao cho nó chín lên là được nha các bạn. Thì không cần có thịt bằm cũng được, mình thay thế là trứng hoặc là xúc xích cũng được, mà không có thì cũng không sao nha các bạn, chứ không nhất thiết phải có thịt bằm nha. Rồi các bạn cứ đảo khi nào mà thịt bằm chín rồi là ok ha, mình cứ bắt xuống để nguội đi là được. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn mì nha các bạn. Mì mình chọn đó là mì tươi ha. Mình có thể thay thế mì tươi bằng hủ tiếu cũng được luôn, nhưng mà mình thấy ăn mì tươi nó sẽ ngon hơn, nó giòn và nó thơm hơn nha các bạn. Trước tiên trộn mì thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước đá nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ trộn mì ha. Nước sôi lên rồi mình sẽ cho mì vào để mình trộn nè. Mình trộn lần đầu tiên thì khoảng cỡ 1 phút, bỏ không tới 1 phút cũng được nha các nhà, miễn sao sợi mì mình thấy nó mềm mềm, nó tơi tơi ra rồi đó. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vào một thau nước lạnh nãy mình đã chuẩn bị trước đó, thì mình trụng vào nước lạnh mục đích là để cho sợi mì nó sẽ giòn và ngon hơn nha. Rồi mình sẽ trụng vào nước sôi lần thứ hai. Các bạn làm như vậy á thì mì nó sẽ ngon hơn là các bạn trụng lần đầu tiên là nước sôi luôn, thì các bạn trong cái xiên nước sôi luôn thì sẽ không ngon bằng trụng theo công thức này nha. Rồi sau khi mình trụng xong thì mình bỏ vào tô, mình cho vào đây là cái dầu ăn mà hồi nãy mình đã phi tỏi đó, nó thơm á, các bạn cho vào rất là thơm luôn nha cả nhà. Các bạn có thể sử dụng dầu mè cũng được, nhưng mà bạn nào không hợp dầu mè thì bỏ dầu ăn phi tỏi là được rồi. Rồi mình sử dụng luôn cái nồi nước hồi nãy mình trụng mì nha, nó ra cái màu vàng của mì tươi đó các bạn, mình không sao cả. Mình sẽ trụng giá và hẹ luôn. Bạn nào mà thích ăn sống sống thì mình trụng sơ sơ như vậy là được rồi, còn mình thì thích cái hẹ nó mềm hơn một tí thì mình để hơi lâu một tí. Rồi tiếp theo mình sẽ trụng luôn mực và tôm vô chung luôn nha các bạn. Mực và tôm nở thấy lửa là khoảng cỡ mấy phút là nó chín rồi các bạn, thì các bạn canh nha, các bạn để chín quá nó sẽ mất đi cái độ giòn và độ tươi của mực nha các bạn. Còn nước sốt hồi nãy mình làm bây giờ nó đã nguội hẳn rồi nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ bỏ tỏi phi vào ha. Các bạn nhớ chiều mỗi tỏi phi lại tí nữa mình rắc lên mì cho nó ngon nha các bạn. Và nếu các bạn làm dư đó thì các bạn có thể bỏ vào tủ lạnh và để lại qua những ngày hôm sau mình ăn vẫn được nha các bạn, không sao cả ha.
Rồi bây giờ đã xong hết rồi, bắt đầu mình sẽ bỏ topping vào nha các bạn. Tôm, mực, thịt ba chỉ, giá hẹ. Bạn nào thích ăn giá hẹ nhiều thì các bạn bỏ vào ha. Rồi mình rắc cái thịt xay hồi nãy mình đã tao rồi các bạn. Mình rắc lên, rướn nước sốt lên. Nước sốt này rất là vừa ăn luôn các bạn, rất là ngon luôn. Sau đó thì mình sẽ bỏ tóp mỡ vào, hành lá và hành tỏi phi hồi nãy mình đã phi rồi đó vào. Rồi xong. Các bạn thấy món này dễ làm không ạ? À? Quay thì các bạn thấy nó rườm rà vậy thôi, nhưng mà khi gặp chắc các bạn bắt tay vào làm á thì nó rất là dễ làm luôn và rất là nhanh luôn nha các bạn. Các bạn nên thử thử nha. Và thế thì cũng đã xong mì khô trộn rồi các bạn. Đây mình sẽ ăn kèm thêm nữa là nước dùng để mình nấu chung với bắp và cà rốt nha các bạn. Ngoài ra mình sẽ ăn kèm thêm rau nữa. Hủ tiếu khô thì mình nên ăn kèm thêm rau, nó sẽ ngon hơn và nó sẽ đỡ ngán hơn nha các bạn. Mình nói thêm về mì tươi nha các bạn. Thì các bạn lỡ mà mua mì tươi mà có dư về thì các bạn cũng đừng lo nha. Các bạn cứ cất vào ngăn đông tủ lạnh, sau đó các bạn cần thì lấy ra rã bỏ vào lò vi sóng rã đông, sau đó mình trụng nước sôi lại là ăn được rồi nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt. Các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Và bây giờ mình cũng bắt đầu đói bụng rồi, mình xin phép ăn đây các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn.